cháy hết, tiền bạc rồi vàng dòng nữa anh em mình chuẩn bị đem về Tết cháy hết, cháy hết chứ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với chú Nguyễn Hồng Phước, đây là chú Nguyễn Hồng Phước, thì hai chú cháu cùng nhau đi. Chú Phước là người sáng chế đàn, thì hôm nay có dịp tình cờ hai chú cháu là sẽ tìm đến nhà một cái nghệ nhân, đó là chú Chính Quý. Hai chú cháu mình đi hai chú Phước ha. Dạ. Lúc trước sao mà chú Phước lại biết ông Chính này chú? Tại vì cái truyền thông mạng bây giờ nó rộng rãi đó, thành thử ra có một cái nhân vật nào mà họ tâm huyết với nghề nghiệp thì sẽ có những phóng viên rồi tới để đưa lên giới thiệu cho mọi người biết, thành ra mình là biết thông qua cái chỗ đó. Nhưng mà cái dịp để đến với anh Chính đây thì cũng hiếm quá, bị mình ở xa đó, thành ra giờ đây có cái dịp đi với Bùi Hồ rồi mới tìm tới để biết anh Chính. Thì bây giờ tới đây thấy anh Chính rất là nhiệt tình ở trong nghề nghiệp. Dạ. Tới ở trên cái bàn của thờ Phật Bà Quan Âm cũng có treo cái đàn đàn guitar. Với ông Chính ở đây là ngoài cái mà tài là đam mê về cái nghệ thuật âm nhạc đờn ca, thì chú Chính ở đây là còn phải còn sáng chế đàn hả chú hả? Ngoài cái nghề đàn, yêu đàn, mà lại còn thêm một cái kỹ năng nữa là đóng đàn, mà đóng những cái kiểu dáng đàn rất là đẹp luôn. Tức dạ. Là đã thấy bao nhiêu đó là đã biết là anh Chính là quá yêu nghề. Dạ. Các đài truyền hình hoặc là như là Bùi Hồ rồi đến đây là thấy là rất là xứng đáng. Hôm nay thì con đến đây với chú thì rất là vui, tại vì chú là một người sáng chế đàn, thu thập là nhiều cây đàn trong một cây đàn. Thì hôm nay hai chú cháu mình cùng tìm hiểu coi ông Chính là sáng chế đàn như thế nào ha chú. Đúng rồi, mình đi là cả trăm cây số tới đây mà. Dạ rồi, hai chú cháu mình đi. Đây là ngôi nhà của ông Chính. Thì ngoài những cái vật dụng cần thiết ra thì ở trong nhà ông Chính toàn lũ cũ là đàn. Đây bây giờ vô tới đến đây mới thấy tài năng của anh Chính đây. Quá thế nhiều đàn rồi, thôi tối mắt luôn anh Chính ơi. Con chào ông Chính. Con chào ông Chính. Dạ. Ủa vậy, rồi chào con. Dạ. Rồi con, hai anh em con ở đâu? Con với lại chú Phước ở đây, con thì ở Đồng Tháp, còn chú thì ở An Giang. À, dạ. Quen biết sao mà con xuống thăm ông Chính? Con thì chú thì ở đây là thầy đàn mà là người cũng sáng chế đàn giống như chú, nên là nữ hai chú cháu có duyên xuống đây tụi cùng diện kiến chú. Dạ. Dạ con chào ông Chính ạ. Thì ông Chính ơi, hôm nay thì con đến đây tìm hiểu về biết cái nghệ thuật sáng chế đàn của ông. Thì ông Chính có thể giới thiệu cho con cũng như mọi người biết về ông. Dạ. Ông Chính. Trước tiên tôi Thanh Quý. Dạ. Thanh Quý cũng chào cháu. Dạ. Chào quý vị bà con khán giả xem màn hình nhỏ. Dạ. Thì còn hỏi là tôi là bao ra nghề hay là học. Dạ. Đàn từ đâu hay là. Dạ. Sao? Dạ. Thì lúc hồi 13 tuổi quê thì Nha Trang á. Nha Trang ra thêm 30 cây số nó lên Ninh Hòa. Bây giờ nó là gọi là thị xã khác Ninh Hòa mà. Dạ. Thì học đàn cái lúc đó, tiền thân ông già ông còn sống đó. Ông già ông sinh 1910, ông tên Lê Chóc, thì nhà thì nghề bánh tráng. Dạ. Rồi chiều tối rồi, chiều ông nghỉ rồi ông lấy cái đàn độc quyền á, ra ông đàn nhiều chú, rồi tôi mê lắm. Tôi nghe chiều nào cũng nghe chừng ở năm mấy bữa, nửa tháng một tháng nữa tôi bóc tôi đàn. Không cười mỉm mỉm đấy, có năng khiếu. Rồi cái ông cho đi học đàn cò, nhưng mà nhờ cái may mắn trong xã đó, lúc xã trong ấp có cái ông đường cò, ông đờn đi đám đình đám cúng đình cúng đám ma rồi vậy đó. Dạ. Còn mỗi lần ông đi đám về cũng được cái một cái ông cái cây cũng vậy, cái một cái khoảng nửa ký hay là một ký thịt gì đó, thịt sống đó. Dạ. Thịt đình làng đó, coi như nó. Dạ. Ta tặng đấy. Dạ. Một ký thịt đàn, một ký thịt đình bằng một cái gì, bằng làng, một làng bằng một sàn đó đó. Ở thì đó rồi ông già nói tôi vậy đó. Dạ, dạ. Cho chú Phước. Dạ. Rồi cái ông cho học với cái danh dự mà. Dạ. Ông thấy
ăn cơm người trước rồi cho học đàn cò. Dạ. Học đàn cò lúc 13, 14 tuổi rồi 14 tuổi ông cò học. Học thì trong học cũng còn năm sau đó là thành công rồi mới được tiếp tục cho học cái đàn người ta. Dạ. Thì người ta theo nó cũng có duyên phận giao được cái trong xã trong ấp cũng có một cái ông gọi là Nguyễn Như Đăng. Là ổng cái xấu định, ổng là ổng cũng là hiệu trưởng của cái trường gọi là dạy cũng cấp 2, cấp 3 rồi nó ổng cũng có trình độ văn hóa lắm. Rồi một thời gian trẻ ông thâm nhập về thành phố đó, rồi ông học đàn kiềm của sáu tửng, rồi dạ. Người ta có tài liệu ổng này đầy đủ. Ừ. Sáu tửng đàn kiềm. Ổng học sáu tửng nhưng mà ổng là thân thời rồi đó. Rồi đâu cái học ổng dạy, ông dạy thì còn năm sau thì cỡ 17 tuổi là tôi rồi nên rồi đó. 17 tuổi luôn đã biết ba cây đàn rồi đó. Là 4 năm học. À, 4 năm dạ. 13 là 17 dạ. Rồi đó. Dạ. Ừ. Rồi 7 bắt đầu cái là tôi mới giờ tôi nghĩ cái miệt ở ngoài Ninh Hòa với miệt ngoài là tụi ca dân ca bài dòi không mà. Tài tử ít lắm. Đúng. Cho nên rồi tôi mới thấy nếu mà muốn phát triển đó, bên tài tử thì phải đi thâm nhập vào cái nôi của tài tử được là phải về thành phố miền Tây. Dạ. Tôi mới một bộ đồ nó giáp cái đường cùng tôi đi thâm nhập về sài thành phố mà lúc đó, tôi cũng dành bà già với con ít tiền để dành rẻ thôi đi lúc đầu nó giả thì cũng may cũng gặp cái đoàn Kim Trung 2 với năm á đó ở rạp Olympic bây giờ trong đạo 2 á cái rạp cứ vô cứ gặp Minh Phụng. Minh Phụng cũng thương, Minh Phụng giới thiệu vô thì đi lúc đó đi vô thì cũng làm những cái chuyện khác chứ không có được chưa được này làm cái gì mà miễn có cơm ăn đó, quân sĩ hay là kéo màn hay cái gì đó bất kỳ là có cơm ăn là được rồi an tâm cái được một mặt có Minh Phụng đỡ đầu nữa, rồi cái qua gần cỡ khoảng thời gian thì sau cái ông Văn Nào đừng người ta hay không được ai. Đau bệnh chết thế rồi Minh Phụng sẵn nó đưa tôi lên thì trong lúc đi dưới đoàn mà tôi cũng dẫn ôn vợt hoài mang cái đồng thùng theo mà rồi tôi theo dõi những cái tuồng mà những cái gì tôi nắm vậy tôi nhảy ra đó rồi đi cái thời gian đó 66-67 rồi đó rồi qua cái 68 mà nhà mẫu thần còn hát nó về quê tôi nghỉ Mỹ rồi đi hoạt động khác tấn lại là cũng những cái đoàn anh nói chung là đoàn hát bộ cũng được dù đàn dân ca bài tròi cũng được rồi sống được về nghe đàn đó đoạn thời gian cái rồi tôi mới nhảy đi các đoàn nữa đi nhiều đoàn cứ tắt này đó đi rồi đi Kim Trung rồi sau rồi đi rồi Hương Mùa Thu rồi đi mình đi được đoàn lớn mấy đoàn lớn nó biết Hương Mùa Thu rồi Hương Biển Quân Bình sau này rồi đoàn Đồng Tháp 10A rồi đoàn Tháp 10A Sĩ Phú nắm hát là hát cái miệt Châu Đốc rồi không à rồi cái đi cái đoàn đó cái dùng mới về đây là nó có cái duyên mình nói tắt rồi hát xuống Giá Rai đồ hồng dưới rồi cái con cháu của bà bầu thứ sáu con người bà em là thứ bảy chồng là Sĩ Phú con cháu mà bà cái con bà thứ bảy con gái là cái bữa đó bà Bình đi vô Giá Rai cái đường vô đó thì lúc đó 5 giờ đi vô tối một chiếc ghe gọi được 30-40 tấn chở hết phong cảnh màn anh em nghệ sĩ rồi toàn bộ một chiếc ghe rồi cái trong ghe cái đống lửa bịch bùng nhỏ thắp cái đèn dầu cho nó đỡ sáng chút cho nó bớt ngợp á vừa tấm vào cái đèn nó ngã nó cháy ngầm dữ ôi ơi cháy ngầm ngay cái chỗ phong cảnh á vàng phong cảnh để dài dọc này nè rồi dưới ghế này mà cả 50-100 gái trong để mà bà cho mướn á bầu cũng cho mướn lại cái mấy ngàn gì đó rồi bốc nó cháy mà khi mà khói lên rồi lên lửa ngọn là lúc 7 giờ rồi nó cháy đứng là trời tôi không có gì nữa không chữa được không có chữa được dạ. Ghe nó dày đó rồi du kích trong xã xách súng rồi bắn làm gì bắn lũng bắn cũng sẵn rồi mà dạ. Lúc ở phía bên này bên kia xong rồi đứng coi nghẹt hết là trời lửa bốc ngọn cao coi như cháy không còn gì hết
tôi lên, của tôi cũng lật là nó lên những cái đi lên không à, cái giường áo quần chỉ là ghế bố rồi ở dưới lên. Cái tối điểm đó anh em không có một cái chiếc chiếu, không có mùng ngủ cháy. Cái buổi nói chuyện của anh hôm nay đó là nó có giá trị đối với anh em và của những người mà yêu về âm nhạc đó anh. Bởi vì là anh cũng đã từng lên những cái đài truyền hình rồi, tôi có thấy lâu rồi, nhưng mà cái lột tả về bên trong người ta sẽ không hiểu, người ta sẽ đánh giá anh cũng như là người hay lúa ở đâu trong đồng ở một cái miệt vườn vậy thôi. Nhưng mà tại cái tướng á, tại cái tướng không phải, tức là cái sự thông tin đó là nó ít quá, nó cắt ngắn cái quá khứ của ông Chính nó đã vùi vào trong mà người ta cái dân người ở đây ta không biết. Dạ. Nhưng mà hôm nay nó đi tìm anh đó chính là Bùi Hồ và tôi á, tôi nói rằng tôi nhìn thấy một hai cái góc độ mà anh làm á, tôi nghĩ là anh yêu nghề, nhưng mà tôi cũng chưa nghĩ rằng anh sẽ yêu nghề tới một cái mức này. Là đến đây quá nhiều cái đời mà anh sáng tác, thứ hai là anh qua cái trình bày đó, là tức là anh đã nói được cái quá khứ đó, chứ còn nếu mà không có tụi tôi tới đây tôi đâu biết anh là ở đâu đâu. Thành thử là bây giờ anh, tôi đang hấp dẫn đó, anh có thể nói để cho cộng đồng mạng ta hiểu về anh thêm. À, ông Chính ơi, cái mốc thời gian mà ông Chính sau khi ở Giá Gai là lúc đó năm mấy? Lúc năm 93. Năm 93 thì khoảng bao lâu thì ông Chính sẽ về cái vùng đất Hậu Giang này, ông Chính định cư ở đây? Thì 93 là khi mà cái dịp 27 bữa 23 là 23 Tết cái năm 93 đó. Dạ. Là còn 7 bữa đó là khai trương. Chính nằm đó để khai trương Tết ngày xã Giá Rai đó, ngày chủ ủy ban đó. Rồi rồi cháy đó. Cái đoàn phải kéo rút ra đường. Kiểu đó ăn cũng như cháy hết tiền bạc luôn, vàng dòng nữa, anh em mình chuẩn bị đem về Tết cháy hết. Tôi tài liệu đờn âm ly đờn địch rồi chứng minh cái gì đấy cũng không còn hết. Ông Chính nói ngay cả chiếc chiếu mà còn không có ngủ mà không có bị lên là lên, cứ lên anh em lên là cứ lo tranh thủ để mà cũng tối rồi lên, quan trọng là tìm cái nơi để trú ngủ qua đêm một hai đêm đó, nào là hội trường hay hoặc nhà dân rồi xin ở, xin tạm thời tạm trú. Nhưng mà rồi nó cháy hết không còn nhé. Ví dụ độc thân nó còn mang được túi sách thì nó còn được bộ đồ, chứ còn mùng mền là nó cũng bỏ, nó chiếu rồi là ghế bố nó còn nằm dưới ghe rồi cháy rồi, toàn bộ mấy chục con người là điểm đó không có một cái chiếu nằm. Đó là một cái ký ức buồn hay không Chính ha? Không bao giờ mà bên nổi đâu. Cái dạ. Hôm nay đó tôi rất xúc động là khi tiếp xúc đến anh ấy, là tôi thấy trên mạng thì anh rất là lạc quan, nếu mà nhìn vô là anh không có một cái tâm sự gì gọi là buồn, tôi cứ nghĩ là chắc là vui lắm vui lắm, nhưng mà bây giờ nghe tả gì thì cuộc đời nghệ sĩ lăn lóc vô thì tôi là lạc quan là đúng rồi, tôi lúc nào là tôi cũng cười được á. Dạ, dạ. Còn cái chiều sâu ở trong cái tâm tư của mình hiểu. Dạ, dạ. Chứ là... ngoài đừng có cho người ta biết là mình như vậy. Dạ, dạ. Khi mà hỏi tôi mới nói. Dạ. Mà tôi nói bằng sự thật không, chứ không bao giờ mà tôi không có bao giờ, không có lúc nào mà tôi nói mà dối gì cả. Ông Chính ơi, ông cho con hỏi là ở ngoài miền Trung đó, cái khu vực Nha Trang thì nó bài chọi bài hát của nó mang âm hưởng của miền Trung. Tại sao ông Chính là cũng là người miền Trung mà ông Chính lại đam mê cái nghệ thuật đàn ca tài tử miền Tây? Không, vì mê giọng cổ. Chú mê giọng cổ. Mê giọng cổ, nhưng mà tôi đã nói rồi, ngoài đó, ngoài vùng đó cũng vẫn có nhóm tài tử nhưng mà ít lắm. Dạ. Ít lắm. Nó khi mà nó thông qua ai là hoặc nó thâm nhập những vấn đề mà bài bản này nọ thì nó lên đài rồi ít lắm. Nó không có mà băng này băng nọ đụng độ nhau để mà nó tiến triển. Nó chỉ có nội bộ. Đám ma là tại tôi có học đờn cò. Dạ. Tôi đã học đờn cò trước rồi. Đàn hát bộ là tôi đã đờn rồi, thì đám ma là từ cái khóc đó. Dạ. Cái từ nhạc lễ cung đình nó chuyển sang qua thì đó là tôi nắm rồi. Dạ, dạ. Tôi nắm hết trơn. Dạ. Thì bắt đầu cái mà về đây. Khi mà về đây là ăn Tết rồi tôi mới về. Về thì tôi qua anh Hà, sớm Hà mà họ giám đốc rồi, thị trấn. Ông cũng thương, ông thương được. Ông đỡ đầu tôi, cũng giúp đỡ, cũng giúp giới thiệu là người tham gia đó. Tham gia đó rồi tôi về tôi đi đợn mướn, đợn nhạc lễ. Nhạc lễ tôi đi đợn mướn chỉ có một cây cò với cái hà quy di rồi. Một cây hà, một cái hà quy di chiếc, từ đó tôi sống, tôi phất lên. Không lên rồi khi phất lên là tôi đi mà trong đám giặc lễ rồi có thầy rồi có thể chùa đó. Dạ. Rồi bắt đầu tôi làm từ đây cứ rồi tôi làm chuyển được học qua rồi cái sao chừng có hai năm sau bắt đầu tôi nhảy qua tôi đi thầy tụng tôi sắm giặc lễ luôn, bắt đầu từ đó nó lên nó phất luôn, rồi tôi mua đất mua cát
chị. Bây giờ sống ở đây là hai mươi mấy năm rồi. Cái quá trình mà chuyển từ thầy đờ không có còn cái gì nữa cái hết còn ha, tôi với bà về là mấy đám nữa. Dạ. Gặp bà thì cũng trong đoàn hát đó. Ủa vậy à? Gặp bà cũng là cũng diễn viên. Nhưng mà cho tôi hỏi vậy là chỉ nếu là diễn viên chắc bây giờ cái chất giọng chỉ còn thì cũng bình thường thôi, rồi đi đám ma hát ca tế rồi đó. Ủa vậy hả? Thì đôi bình thường vậy mới hợp đó. Có khi nào á, có khi nào nói khi nào chứ khi này nè là anh đàn có thể tôi phụ họa tiếp anh để nâng cái chất lượng ca cũng chỉ ghi kỷ niệm lại trên cái clip được cái đó có gì đâu được. Bụi Hồ rất là yêu nghề. Được đó có anh gì đâu. Đi 100 cây số tới đây là anh giá trị biết bao nhiêu. Cũng xin được tiếp nối chương trình. Anh Hồng Phước cũng phụ trách cây guitar tính lõm 3 cây trong 1. Còn Thanh Quý thì cũng phụ trách cây ngủ âm quyền. Cái 8 câu vượng vàng dây đào và 2 câu vượng khổ 1 2. Oh, 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 oh